thôi lệch thách. Tôi là kẻ xấu xí, bảo thủ và cổ hủ, suy nghĩ hồ đồ ấu trí, mặt cười những ý niệm bên trong luôn giấu kỹ. Như những gì đang thấy ngày nay, tôi mãi là kẻ xấu xí. Lôi thôi lệch thách, tôi là kẻ xấu xí, bảo thủ và cổ hủ, suy nghĩ hồ đồ ấu trí, mặt cười những ý niệm bên trong luôn giấu kỹ. Như những gì đang thấy ngày nay, tôi mãi là kẻ xấu xí. Ở giữa căn phòng với màn hình máy tính là nguồn sáng duy nhất, tôi ngồi lẫn lộn trong những suy luận về lòng người cố viết thành quy luật, muốn thép rú lên trong bóng đêm dày đặc. Nhưng thấy rằng hàng xóm thấy thức dậy mắng vì tưởng hoàng thi linh luyện dòng sau khi bay lắc, cơn giận đang dâng lên trong mạch máu ồn dập làm tôi ổn nền thở run áo. Tôi đang bị bóp nghẹt như vòng hoa của siêu bách, lúc lên cơ bụng Leonidas của việt rap nhưng chỉ được coi như thể là thương binh, còn lúc rapper chảy nước phim phát triển sớm như Angela Phương Trinh đặt mục tiêu cao nhưng sau đó nhận kết quả là bad. Tôi sợ dã vào muốn cục ngã như tuyển Việt Nam dưới thời Tavares, thời gian thì cứ thế trôi nhanh hơn tôi tưởng, tình cảm rồi cũng như răng vào môi khi chót lỡ một chén bậy đánh phân đôi đường. Tôi điên cuồng và hoảng loạn như trộm mộ gặp phải cương thi, vô cảm như Mr. Đàm khi xem ảnh áo dài Mai Phương Thúy, sinh viên năm cuối với nỗi lo sự nghiệp bao điều đang bày trước mặt, kết quả học tập như củ hành tây khiến tôi phát chảy nước mắt. Lôi thôi lệch thách, tôi là kẻ xấu xí, bảo thủ và cổ hủ, suy nghĩ hồ đồ ấu trí, mặt cười những ý niệm bên trong luôn giấu kỹ. Như những gì đang thấy ngày nay, tôi mãi là kẻ xấu xí. Lôi thôi lệch thách, tôi là kẻ xấu xí, bảo thủ và cổ hủ, suy nghĩ hồ đồ ấu trí, mặt cười những ý niệm bên trong luôn giấu kỹ. Như những gì đang thấy ngày nay, tôi mãi là kẻ xấu xí. Tôi là kẻ gây khó chịu, sách nhiều y như dân phòng, và thật lòng tôi muốn cho bọn chúng nổ tung như chiến hạm Mỹ gặp thần phong. Phụ nữ chê tôi bằng mắt vì tôi ăn mặc lố bịch với rách da, tôi thừa sức đạp ngã xoan để trở thành vô địch của FIFA. Loại thanh niên thoái chí bệ dạc như tôi tương lai chỉ đợi ra, và người đời sẽ lạnh như tâm tiết khi gặp một chàng trai đi xe đạp. Tôi không ăn mặc thời trang, tôi thuần túy thanh niên Việt Nam, dùng lyrics thanh chi lên biến rap game thành viên triệt sản. Một kẻ bao hoa có nói bao nhiêu, tôi cũng chẳng qua là thói gió nhiều ảo tung chảo, như người đẹp ngọc trinh thích khoe rổ ra và nói láo nhiều. Tôi tuân theo sự thật nên nơi nào tôi chỉ có đi qua là những cái miệng thích sáng tác kịch bản sẽ trông giống như Hiroshima, kín đáo như Al Qaeda, đánh bóng gói trong mình tôi gây sửng sốt như PMU 18 bị phát hiện rút ruột trong mọi công trình. Nghề âm nhạc vốn rất bạc cho nên nghệ sĩ không có tiền ăn, lãnh đạo có quyền tăng giá điện sau nhưng giá mạng người lại không có quyền tăng. Lôi thôi lệch thách, tôi là kẻ xấu xí, bảo thủ và cổ hủ, suy nghĩ hồ đồ ấu trí, mặt cười những ý niệm bên trong luôn giấu kỹ. Như những gì đang thấy ngày nay, tôi mãi là kẻ xấu xí. Lôi thôi lệch thách, tôi là kẻ xấu xí, bảo thủ và cổ hủ, suy nghĩ hồ đồ ấu trí, mặt cười những ý niệm bên trong luôn giấu kỹ. Như những gì đang thấy ngày nay, tôi mãi là kẻ xấu xí. Chắc này dành cho những người phải bỏ dở ước mơ, người chán ngán sẽ suy đồi hiện tại, những người hay cảm xúc vì mọi lý do, những người trong mê cung không lối thoát. Tất cả chúng ta đều xấu xí ở một mặt nào đó, dành cho tất cả những kẻ xấu xí.